Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một mô hình xe rất là đẹp nhé các bạn. Đây xe cảnh sát. Xe cảnh sát này là xe để bắt trộm. Ở trong đây trộm ngồi vào đó, đóng lại. Ở đây nó có 4 chỗ nhé các bạn. Nó không mở như bình thường đó, thấy không các bạn? Đó, nó sẽ là chỉ đi bình thường bằng như này thôi các bạn. Nó không chạy bằng cốt cho nên mình phải để bằng tay như như này nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Lùi cũng không thể tiến lên được vì nó không chạy bằng cốt. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái này, nó có pin nhé các bạn. Đó. Và một cánh cửa này nó cũng có hiện lên cái này á. Đó. Đó các bạn thấy nhá. Và cánh cửa xe này có 4 cánh cửa đều mở được nhé các bạn. Rồi, và cả cánh cửa này mở ra cũng như cánh cửa bữa nãy nữa. Giờ sao? Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Ngày mai lần sau mình sẽ quay cho các bạn xem một siêu xe mới hơn. Lần sau mình sẽ quay cho các bạn siêu xe mới hơn. Tạm biệt.